em bị chọn không thành. Để bị cô ấy ấy không. À, thế bà thì chưa ra nhận gạo à? Con cái bà đâu? Có ai chết còn. Làm sao mà chết? Chết còn một thằng. Không nguyện á? Có nguyện lấy bà bắt lính. Bà ấy là người ở đâu? Người Nhật Đức. À, Nhật Đức à? Cứ cảnh nhà thì vợ thế thì lúc mà bà về thì bảo bà ra nó đi lấy gà một nhá. Vâng. Vâng, xong anh sẽ phát cho những người này à? Anh này, thôi nhá, không cần đâu, đến lúc anh không đủ bởi vì danh sách mà nó phát sinh anh thừa còn hơn thừa thì anh thông báo vẫn còn để người ta đến đấy chứ. Anh không phát, anh kiểm tra xem trong ý anh còn bao nhiêu của anh để thiếu người ta. Anh đừng có bao giờ giống chuyện thang nữa, xong là tôi thua vận xong mình không dễ tính nữa. Đến lúc tôi xong người ta bảo nhà ta cũng được mà người ta giới thiệu ra một đoàn anh không có. Đó, người ta đến người ta trình bày đấy, người ta khổ đấy. Là em nói chuyện với anh đấy. Chồng